Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngắn ngày hôm nay, em hướng dẫn cho tất cả anh em mình chế biến những chiếc tép đĩa như thế này. Đây tép đĩa anh em nhé. Và mình biến nó thành cái tép kèn để mình chơi trong gia đình, để cho nó chất âm, nó trụm nhất mà nó đi đúng hướng nhất theo ý mình. Bình thường đây anh em mình mà lắp để đánh như này đúng không ạ, thì nó sẽ đi theo cái hướng của cái sẵn của cái đồng này. Nhưng khi mình chế mà nó vào cái phễu như này thì nó sẽ đổ theo cái hướng của cái phễu nó đã đi ra như này. Đó. Thì nếu anh em muốn chuyển đổi ra chấp kèn thì đầu tiên anh em phải có một cái bích nối chuyển đổi như thế này. Đó. Và sau đó anh em mình chế mà, cái này phải là mình phải khoan. Thì anh em mình cho nó vào đây và lấy cái bút xóa, mình đánh dấu chấm 4 điểm vào đây để mình khoan bắt ốc như bên này đấy, em đã làm vậy nè. Rồi em chế em làm thì em chỉ có khoan hai cái thôi. Còn anh em mình làm thì mình khoan 4 cái nhé. Khoan 4 cái. Và sau đó mình sẽ bắt nó vào đây. Để bắt anh em mình xem. Đó, mình bắt vào thì nó sẽ đứng như này, thành một cái tép kèn như này. Và mình để thì anh em thấy nó đứng như thế này, tự đứng được. Mình chế như này thì cái chất âm nó đi ra ấy, thì ở cái kèn nó sẽ trụm hơn, cái hướng đổ này anh em thấy đó, hướng đổ. Và trong này nó có một cái màng titan ở đây, khi nó nắp vào trong này nhìn nó trông rất xịn sò. Và bây giờ anh em mời anh em thì nghe thử một chút nha, chất âm nha. Đây là em nghe cho bác nghe thử con nó qua kèn nha. Chưa bật tín hiệu. Đây là nó qua qua chấp kèn anh em này. Vậy em mời các bác nghe cái con nó không qua tiếp kèn nhé. Để em tu lại từ đầu cái đoạn về xong. Đây bình thường thì mình sẽ để nó sẽ như thế này đúng không ạ? Mà không qua tiếp kèn thì nó sẽ như thế này. Để em quay đúng hướng ngang này anh em nhìn nhé. Là như thế này thì nó sẽ bay lung tung. Cái chế như này thì để cho anh em mình để lấy cái hướng đổ của cái tính tép ấy nó đi theo ý mình thôi anh em nhé. Còn đây là em chế thì mong rằng anh em mình có những cái đồ tép này mình thừa thì mình chế để bổ sung cái tiếng chép của gia đình nhà mình. Những cái điều bắt buộc là anh em phải có một cái bích chuyển đổi và một cái chép kèn như này. Đó. Và em sẽ dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video chế của Huấn Audio. Và anh em yêu quý em thì hãy cho em một đăng ký kênh để nhận được để bên em phát triển hơn.
nữa, và anh em sẽ nhận được những cái video mới nhất của bên em. Và xin chào mọi người.